mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Làm Việt Audio. Thì sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu cho quý vị đó là một sản phẩm vang về công suất. Mà khi mua thiết bị này có mã sản phẩm đó là SA600 Pro thì quý vị có thể được tặng khuyến mãi kèm theo một bộ micro không dây. Vâng, không nghe nhầm đâu ạ. Mua một bộ vang về công suất mà tặng kèm một bộ micro không dây. À, thì em đùa quý vị đây thôi ạ. Bộ này là bộ thiết bị 3 trong 1, bao gồm vang, bao gồm main công suất và bao gồm kèm theo cả micro không dây. Các bác có thể nghe nhìn thấy ở hai cái cần mic, hai cái cần anten ở đằng sau này là hai cần anten dành cho micro không dây. Thì đây là một thiết bị như thế nào và chất lượng của nó như ra sao, em sẽ đánh giá chi tiết ở trong nội dung chính của video intro. Nếu như quý vị muốn mua các thiết bị âm thanh giá gốc, hãy truy cập vào website lacvietaudio.com.vn, nơi cung cấp những sản phẩm âm thanh tốt nhất về giá cả và chất lượng. Thì trước khi vào đánh giá chi tiết sản phẩm kinh SA600 Pro, em sẽ nhắc lại chương trình khuyến mãi của bên em. Nếu các bác mua một bộ dàn karaoke chọn bộ của bên em thì bên em sẽ hỗ trợ là vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong nội thành Hà Nội. Ví dụ như là một bộ SA600 Pro và một cặp loa kinh CS12. Thì bạn sẽ hỗ trợ vận chuyển ra miễn phí và tặng kèm các cái dây rác này và cả một cái bộ giá treo loa nếu các bác cần treo loa lên, và khuyến mãi 10% cho đơn hàng tiếp theo của bác, bất kể là bác mua cái gì đều được khuyến mãi 10%. Năm nay King Pro Audio đã ra mắt thị trường rất nhiều cái dòng sản phẩm mà nâng cấp cải tiến từ thế hệ trước, đem lại cái trải nghiệm karaoke gia đình tốt nhất cho khách hàng. Ví dụ như con này SA600 Pro. Đây là một thiết bị 3 trong 1, bao gồm một vang số. Vang số nha các bác, không phải là cái vang cơ chỉnh tay như các dòng âm ly hay các dòng vang đến công suất khác. Một main công suất, nguồn xuyến, class H, 500W một kênh, tổng cộng là 2 kênh. Và một bộ micro không dây, hai tay mic. Ba cái điều đó được nằm trong một cái hộp như thế này, cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là ấn tượng. Thì trước đây các bác có thể xem ở trên thị trường có một số một vài mẫu sản phẩm cũng tương tự như này, nhưng hầu hết đều là các dòng vang cơ này hay là các cái main công suất có công suất thấp, chứ để công suất 500W để chuyên đánh các dòng loa karaoke 30. Nhìn qua về bên ngoài bác có thể nhìn thấy nó là hộp kim loại cực kỳ là to lạc, nhưng mà để tích hợp ba cái bộ thiết bị bao gồm là vang, mic, đẩy và một cái hộp này thì nó lại cực kỳ là gọn hơn rất là nhiều. Mà các bác có thể lắp cho gia đình nhé, các bác chỉ việc mang một cái đầu này vào và cặp loa thêm một con súp nữa là quá ok, quá tuyệt vời rồi, mà không cần phải lắp đặt rườm rà đấu con này đấu con kia, nối như này nối thế kia, tất cả đều có ở trong một con King SA600 Pro này. Mặt trước thì nó được làm bằng mặt kim loại dạng nhôm phay xước như thế này, nhìn rất là sang trọng, rất hiện đại. Một số dòng laptop cao cấp của Asus nó cũng có màu có cái dạng như thế này, hoặc một số các thiết bị nội thất. Điểm qua vài tính năng ở đây, nó có Bluetooth, tất nhiên rồi, bây giờ là các thiết bị karaoke chúng ta hay hát ở trên máy tính hay ở trên laptop, ở trên điện thoại, máy tính bảng phải có Bluetooth. 3 chip xử lý DSP để làm gì? Để xử lý nhạc này, xử lý feedback này, để xử lý effect. PC Connect, đây cổng Connect PC để kết nối với phần mềm trên máy tính mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái con vang số ở trong này. Nếu các bác cần thì VN sẽ cung cấp cho các bác là cái ứng dụng để có thể là cài đặt và điều chỉnh con SA600 Pro này để có thể là tối ưu vào cái không gian gia đình các bác. Còn không thì các bác có thể sử dụng mặc định chế độ effect sẵn của con này, hoặc là VN cũng sẽ đến tận nơi để setup cho các bác nếu các bác đặt hàng với VN. SDX feedback, tất nhiên rồi, một sản phẩm karaoke bây giờ là phải có feedback chống hú. Thì dùng ở trong gia đình nó mới sướng, mới hay.
Bởi vì không gia đình không phải là gia đình nào cũng có điều kiện để lắp các cái bộ phận, các cái phần tiêu âm ở trong phòng khách, ở trong phòng hát. À, nếu mà nó không được trung hú tốt thì việc hú rít và hát nó gây khó chịu người nghe, người sử dụng rất là kinh khủng. Mua mic về, mua cái dàn âm thanh về hát nó không được hay nữa, mất cảm giác. Ở bên này thì nó có cổng USB để phát nhạc MP3 và để chuyển nick bài. Và con EA600 này nó đạt tiêu chuẩn HiRes Audio, nên các bác có thể tải những cái file nhạc chất lượng cao về nhạc MP3 320 để chúng ta phát nhạc ở đấy. Ở đây các bác có thể để ý thấy một cổng IR nhỏ ở đây để làm gì? Để chúng ta có thể cài đặt để dò sóng tự động cho cái mic cầm tay mà đi kèm theo cái bộ thiết bị này, con SA600 Pro. Và ở bên này thì nó có một cái cần điều chỉnh, ba cái cần module điều chỉnh chất áp nhạc, mic và effect đó. Và ở đây là một cái màn hình màu, nó hiển thị chi tiết các cái hoạt động của con vang. Đây là mặt sau của con SA600 Pro. Các bạn có thể nhìn thấy là hai cái anten to ở đây, là anten trong mic. Để tháo ra, và một cái anten nhỏ ở đây là anten để kết nối Bluetooth. Đấy, và bây giờ chúng ta có thể thấy rõ ràng. Ở đây có một quạt tản nhiệt nhỏ và auto mà bật lên nó sẽ chạy luôn để đảm bảo là cái quạt này nó sẽ thông gió vào bên trong cái vận biến áp như này để nó khuếch đại tín hiệu âm thanh liên tục và ổn định, nó không bị gọi là quá nóng gây đến các hiện tượng mà chúng ta không mong muốn. À, cũng có một số bài các dòng công suất khác nó có relay ấy, tức là nhiệt lên thì nó quạt nó mới thổi, hoặc là nhiệt xuống thì quạt nó không thổi, nhưng mà em rất thích là cái loại mà bật lên nó tự động chạy luôn, đằng nào cái quạt này nó cũng rất là bền, nó chạy luôn thì làm mát rất là ok. Ở đây đó là đường ra cho hai kênh 500W. Em xin nhắc lại nhé, con này là có mạch biến áp gọi là nguồn xuyến Class H, đem lại chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời để cho các dàn karaoke gia đình. Đây, output đây là có hai đường jack speak speak con speak con, hai đường speak con đây. Không nhiều các cái sản phẩm liền công suất vang âm ly hay là vang về công suất mà nó có cổng speak on ở như trên đẩy ở đây, mà các bác có dùng các dạng âm ly thường mà không cần dùng các cái jack ni chip speak on thì các bác cũng có thể là đấu trực tiếp rồi vào đây. Ở đây là cổng nguồn ba chân tiêu chuẩn châu Âu, và ở đây là một cái gọi là cái relay, một cái cầu chì được gắn vào đây và có thể thay thế được nếu nó bị chập cháy. Hai cổng anten, ba cổng anten thấy rõ rồi. Và đây cắm thứ hai cổng để các bác có thể cắm mic ngoài được, tức là các bác có hai bộ mic micro không dây hay là có dây thì đấy, các bác cắm thêm vào đây để sử dụng, thế là có thể 6 cái mic cầm tay để mà hát, gọi là hát té mồm ấy thôi, cả gia đình hát không sao, từ ông bà bố mẹ con cháu đều hát được cùng lúc. Là đây hai đường input in một in hai, các bác có thể kết nối. Hiện tại đầu đĩa hoặc là đầu karaoke nó không phổ biến lắm, có thể cắm ở đây là cắm vào tivi này, Smart TV là chúng ta hát trên YouTube thoải mái, hoặc là cắm vào máy tính chúng ta có thể hát trên máy tính được. Và đây có cổng real thì có thể là các bác kết nối với để sụp điện, hoặc các bác có thể kết nối ở hai cổng này là sụp điện để cho lượng âm thanh nó tối ưu và cao hơn. Và không nhiều các cái sản phẩm mà có cổng out là đường cao đồng, nó đem lại tín hiệu cao hơn gấp nhiều lần so với cái cổng hoa sen lắp bông sen như thế này. Thì vừa rồi là chúng ta vừa điểm qua cái hình thức cũng như là cái cấu hình cơ bản của con kinh SA600 Pro, và ngay sau đây thì em sẽ test thử âm thanh của con SA600 Pro với một cặp loa kinh cũng mới ra mắt của kinh Pro Audio. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu mùa thi năm cuối sông em theo trong giữa làng.
manh áo dạ đường khuya. Bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình nhiều đầu. Vì con tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân này. Quý vị đã trải nghiệm âm thanh đến từ combo thiết bị 3-in-1 King SA600 Pro và cặp loa King CF12. Đây là một combo cực kỳ tuyệt vời để các bác có thể sử dụng cho các cái hệ thống âm thanh gia đình cực kỳ nhỏ gọn và tiện ích, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt so với việc là chúng ta sẽ phải sử dụng 3 thiết bị nữa, đó là van, mình công suất cũng như là micro. Chất lượng âm thanh của nó đem lại cũng rất là ok, rất là hay để là chúng ta hát này, nghe nhạc gia đình này, vân vân, kèm theo những cái tiện ích đi kèm của thiết bị này, nó rất là xứng đáng để chúng ta sử dụng cho gia đình mà tối ưu được cái chi phí. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm này, có thể đến trực tiếp tại số 8 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội để có thể nghe trực tiếp và trải nghiệm trực tiếp với sản phẩm King SA600 Pro này, hoặc có thể đặt hàng qua hotline website của Làm Việc Audio để thông tin ở ngay trên này. Và em xin nhắc lại chương trình khuyến mãi của Lạc Việt đối với khách hàng mua sắm dàn âm thanh gia đình. Nếu quý vị mua một combo dàn âm thanh karaoke gia đình thì quý vị sẽ được khuyến mãi gọi là hỗ trợ vận chuyển và đặt miễn phí trong nội thành Hà Nội. Em sẽ tặng kèm phụ kiện như là dây rác này, giá treo này và hỗ trợ các bác lắp đặt, setup, điều chỉnh, vân vân. Tối ưu cho các bác để các bác chỉ việc là nghe, mang chỉ việc gọi là đặt hàng, ra tiền và thưởng thức cái chất lượng âm thanh đến từ bộ dàn cực kỳ chất lượng như thế này. Clip đến đây là kết thúc. Nếu các bác thấy video này hữu ích thì hãy cho em xin một like và nhớ bấm đăng ký kênh YouTube của Lạc Việt để nhớ theo dõi thêm các cái nội dung hấp dẫn khác của kênh Pro Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.